Dạ xin phép kính chào cô chị và tất cả mọi người ạ. Em tên là Định, ở Quốc Tâm, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020, thì tụi em cũng quay bán một số các cái mặt hàng của Lan Rừng Tây Nguyên. Thì giá cả thì cũng cạnh tranh thôi, cũng cố gắng đưa mức giá giá mềm nhất có thể đó cô chị dở dàng sưu tầm. Các cái mặt hàng nhà em thì đã cắt tỉa sạch sẽ hết, và tụi em gửi tới hàng theo đường bưu điện, cô chị hàng đến là kiểm tra hàng trước khi nhận cho nó rõ ràng. Thì tụi em cũng đi vào cái vấn đề chính là các cái mặt hàng nhà em nha. Thì các cái gói combo thì rất rẻ cô anh chị, thì cũng được rất nhiều loại để cô anh chị sưu tầm này. Ví dụ như cái gói combo này, số 1 này 150.000, thì bao gồm cũng có tương đối nhiều loại, tầm mười mấy loại đó. Số 1 này 150.000, tầm có 14 loại 150.000 ạ. Tiếp theo là cái gói combo số 2 này, với giá 160.000. Tầm cả 15 16 loại gì đó. Thì các cái gói combo thì nó được nhiều loại, tuy nhiên thì mỗi loại một ít, thích hợp với cô chú chị sưu tầm. Tiếp theo là các mặt hàng khác như là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì các phần của em cũng chia ra các phần cũng tương đối nhiều thế này. Ví dụ như một phần thế này là 6.000, một phần 6.000 thì cũng chỉ về thoải mái ghép ạ. Kim điệp xuân. Tiếp theo là có một phần hoàng thảo tam màu sắc duy nhất thôi. Một phần thế này là tụi em bán với giá 110.000, hoàng thảo tam màu sắc ạ. Cái loại hoa tím á. Tiếp theo là các cái phần kiều cam, thì các cái phần này 70.000, 80.000, phần lớn hơn là 130.000, thân thì rất là mấp máp ạ. Tiếp theo là cái kiều cánh tua, cái loại dòng này hoa màu vàng và cái cánh nó tua tua của anh chị. Thì các cái phần ví dụ tụi em chia nhỏ ra là một phần thế này 40.000 này, 40.000, và các cái phần 90.000 kìa. Và cái hàng dáng hương tam màu sắc, hàng tụi em thanh lý á, với giá là rất là nhiều thế này, với giá là 80.000, 80.000 của anh chị về làm giống. Tiếp theo là hôm nay có các cái phần như là cắm báo. Cắm báo thì tụi em hôm nay thì anh em hả đem về được một ít nữa, thì tụi em cũng chia ra các phần tầm 40.000, 50.000 thôi, con chỉ về trồng được một chậu này. Tiếp theo là các cái phần dáng hương tam màu sắc, hàng hàng không 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 bị lỗi ngọn, thì tụi em bán cứ mỗi phần thế này là với giá 8.000, tụi em có đánh số đó, chứ là tụi em sẽ đi từng số con chỉ lựa chọn. Tiếp theo là kiều tím. Kiều tím thì tụi em cũng đỡ với mức giá rất là sát sát con chị, thì tầm cỡ 8.000 một phần cũng có, và tầm cỡ 140.000 có, và các cái giờ lớn thì 180.000, 220.000 gì đó. Số nào tụi em sẽ đi kỹ hơn, nó kỹ hơn. Tiếp theo là quay trắng tháng 8. Quay trắng tháng 8 thì tụi em cũng cố gắng chia ra các phần cũng rất là nhỏ, tầm cỡ 90.000 thì cũng chỉ có một phần để sưu tầm rồi. Thì tụi em đi vào cái quay trắng tháng 8 trước, thì con chuẩn gì lựa chọn. Thì cái quế tháng 8 thì cái mùa này nó đang bắt đầu nó nụ và hoa của chị, nụ thôi, hoa thì chắc cũng rơi vào tháng 8. Như thế này lúc mà hoa thì cũng rơi vào tháng 8 của chị, bởi vì hôm nay là 11 tháng 7 rồi. Thì phần số 1 120.000, gồm ra hai cây, hai cây kích cỡ thì nó cũng tương đối nó lớn, nó lớn, nói chung không phải lớn quá, tuy nhiên là kích cỡ thế này là theo em thì nghĩ là lớn. Cây số 1 này, cây số 1 gồm có hiện tại có hai vùi hoa. Thì cũng thưa quý chị thế này, thì tụi em thật sự là cái vùi hoa tụi em giới thiệu là chung cái cuối tháng 8 thôi. Tuy nhiên thì nếu mà đã có gì chơi hoa thì chắc là năm sau có gì chơi, bởi vì vận chuyển thì đôi khi cái vùi nó có thể bị héo này, thì con chị về chơi nó cũng cũng không có sướng gì, với lại là cây nó chưa khỏe thì con gì chơi hoa thì cây nó yếu. Thì phần này gồm có hai cây này, với giá ta 120.000, cuối tháng 8 phần số 1 ạ. Số 1. Kích cỡ thì nó cũng tương tương tầm 1.8 1.10 thôi. Con gì vừa ghép được một chậu đó nó đẹp. Số 102. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 2. 150.000. Thì cái thớ số 1 là con gì ghép chậu đẹp, mà thớ số 2 là con gì về ghép vào cái bằng lũa đẹp. Thì cái phần này gồm có hai cây này. Một cây này. Thì con gì cũng có thể để ý cái phần khiếm khuyết của cây này. Tức là có một cái đầu lá bên này nó bị lỗi đấy. Tiếp theo là cái cây số 2. Cây số 2 thì gồm có hai ngọn, một ngọn này, hai ngọn này, thì cái cây này nó cũng có cái khiếm khuyết một cái đầu lá thế này. Thì tụi em sẽ quay rất là kỹ, tuy nhiên thì nó cũng không có ảnh hưởng nào của anh chị. Con chị về ghép được chậu thế này là em thấy là rất là đẹp của anh chị. Số 2 của tháng 8 150.000. Tiếp theo là phần số 3. Phần số 3 thì 120.000, thì các cái phần này thì nó được nhiều cây hơn. Số 3 này 120.000, thì kích cỡ cây ạ. Gồm có một cây này, một cây cực đẹp luôn. Tiếp theo là cây số 2 đây, cây số 2 cũng rất đẹp. Cây số 3, số 3 tiếp theo là số 4, số 5,
gồm 5 cây, 5 cây như thế này với giá là 120.000 quầy tháng 8 ạ. Tiếp theo là quầy tháng 8 phần số 4. Phần này là 120.000. 120.000 kích cỡ đó, gồm có là một cây này. Tiếp theo là hai cây này. Cây này thì nó đang nụ này. Hai cây đây. Tiếp theo là cây thứ ba này. Ba cây này kích cỡ trung bình thôi. Quầy giá là 120.000. Thì ba cây cũng chỉ ghép chậu. Thì tụi em chia, nếu mà các hàng quế này tụi em chia là một là một cây, hai cây, hoặc ba hai cây, hoặc năm cây, hoặc sáu bảy cây, hoặc là chín cây, thì cho nên con chị về ghép nó, cái số lượng nó đẹp. Số 4 là 120.000. Tiếp theo là số 5. Số 5 của quế tháng 8 là phần này là 120.000. 120.000 bao gồm có một phần thế này. Phần này thì con chị về ghép lụa. Thì tụi em có chia các cái cây thì nó phù hợp với từng thớ ghép khác nhau. Cô chú nhiều thích ghép lụa thì cũng chỉ chọn những phần lụa này, hoặc là ghép chậu thì chọn những cái phần thẳng hơn. Thì đôi khi các cô chú gì về trong chậu mà ghép trồng về ghép lụa mà chọn những cây thẳng quá thì nó cũng không đẹp cũng chị, trồng nó cũng đứng nó đơ nó cũng đẹp đâu. Cô chú chọn lụa thì những cây thế này là đẹp hơn. Thì phần này 120.000 bao gồm có một cây này. Tiếp theo là cây số 2 đây. Cây số 3 này. Cái số 3 thì cái phần này nó tụi em chia 120.000, tuy nhiên cô chú chị đặt phần này tụi em tính 100.000 thôi, phần này 100.000. Số 5 100.000 ạ. Tiếp theo là với tháng 8 phần số 6. Phần này là 110.000. Thì phần này thì gồm có hai cây tương đối đẹp của chị. Cái số 1 với tháng 8 này. Phần này thì cây lá ngắn mà cái băng lá rất là dày và cái màu sắc lá thì tương đối nó hay của anh chị này. Một cây này. Tiếp theo cây số 2 thì nó đang ngồng hoa. Thì hai cây này 110.000 ạ. Số 6. Tiếp theo là quế tháng 8 phần số 7. Là phần này là 90.000 này. Gồm có hai cây. Một cây này. Hai cây này. Hai cây như thế này là 90.000. Quế tháng 8 số 7 ạ. Tiếp theo là quế tháng 8 phần số 8, phần này là 160.000. Gồm phần này thì cũng chỉ về ghép vào cái bảng lũa thì là tương đối nó đẹp này. Bảng lũa thớ này. Phần số 8 160.000 thì bao gồm có một cây. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 3. 4 cây này. Và 5 cây này. 5 cây. Sinh là bệnh tử thì số 5 là rơi vào sinh cũng thì trồng cho nó đẹp. Số 8 160.000. Tiếp theo là quế tháng 8 phần số 9. Phần này là 90.000. 90.000 bao gồm cả một cây. Tiếp theo là số 2 cây. 3 này. 4 cây này, 5 này, 6 cây này. Thì phần này 6 cây với giá là 90.000. Thì cũng thú thật của anh chị là tụi em hay quay bán các video vào buổi tối, thành ra cái chất lượng nó cũng không có được đẹp mắt lắm. Bởi vì anh em họ đi về nó cũng buồn quá. Tụi em từ khi anh em về tầm 4-5 giờ thì tụi em làm hàng các tỉa, chọn lọc ra những cây để tụi em bán, thì tới thời điểm 7 giờ 7 rưỡi thì tụi em mới bán được. Đó. Số 9 với giá 90.000. Tiếp theo là quay tháng 8 phần số 10 với giá 160.000. Gồm có một cây. Tiếp theo là cây số 2 này. Cái số 3 này. Cái số 3 tương đối đẹp của anh chị. Tiếp theo là cái số 4. Cái số 5 này. 5 cây. 5 cây như thế này với giá 160.000. Số 10 ạ. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 11. 90.000. Gồm có 1 cây này. 2 này. 3 này. 4. 5 cây. 5 cây như thế này với giá là 90.000. Kích cỡ. Có những cây xếp tương đối nó đẹp. Thì cái cùng một cái kích cỡ như nhau. Đôi khi những cây cùng kích cỡ như nhau thì có khả năng cái nó ra hoa đồng loạt nó đẹp không chị. Tụi em cũng hay đề cập đến tụi em hay lưu ý cái nội dung này, con chị ghép cho nó đẹp. Tiếp theo là số 12 với là 90.000. Một gồm có một cây này. Tiếp theo là hai cây này. Tiếp theo là số 3 này. Ba cây như thế này với giá là 90.000. Quế tháng 8 ạ. Quế xếp. Tiếp theo là những quế tháng 8 phần số 9. Gồm có một cây này. Tiếp theo là hai cây ạ.
3 này, 4 cây này và 5 cây. 5 cây số 13. Số 13 này với giá là 90.000. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 14, phần này là 70.000 thôi. Đó, gồm có 1 cây số 2 này, số 3 này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây. Thì phần này 6 cây này với giá là 70.000 thôi. Phần này nó tôi nói nó đẹp này, 70.000. Tiếp theo là cuối tháng 8 phần số 15, phần này là 120.000. Gồm có 1 cây này. Hôm nay đa số là các phần xếp của anh chị. Gồm có 1 cây này, 2 này, cây số 3 này, 4 cây này, và 5 cây này. 5 cây 1 này, 2 này, 3, 4, 5 này. Phần này xếp rất đẹp của anh chị. 5 cây này với giá 120.000. Số 15 ạ. Kích cỡ thì những cây này là cây trung bình thôi, nó đủ sức ra hoa. Tiếp theo là cái phần số 16 này. Số 16 thì cây nhỏ này. Cây nhỏ với giá là 90.000. Kích cỡ đây thì bao gồm cũng có rất là nhiều cây của anh chị. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tầm cỡ 12, 13 cái gì đó. Thì các phần này thì tụi em cũng đỡ nó ngẫu nhiên. Số 10, 16, 90.000. Tiếp theo là số 17, 110.000. Thì 110.000 rất là nhiều. 2, 3 này. Tiếp theo là 4 cây này. Những cây chủ yếu những cây xếp thôi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nói chung là tầm 20 cây, trên dưới 20 cây gì đó. Với giá là 110.000. Tiếp theo là cuối tháng 8, phần số 18. Thì cái phần này là hàng giống của chị. Thì gồm có những cây nó tương đối nó to thế này này, thân cây vẫn có ngọn đầy đủ hết. Ví dụ cây to thế này, cây thứ hai này, số 3 này, số 4 này, tiếp theo là số 5, số 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10 này, 11, 12 này, 13 này, 14, 15 này, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, tầm 23 cây. 23 cây với giá là 140.000. Thì phần này rất là nhiều. Tiếp theo là có 1, 2, 3 phần này. 3 phần này thì cái băng lá cũng rất là dày, dày và nó cứng cáp. Thì tụi em thì chia ra những cây mà xếp thì cũng không được, tuy nhiên mà lướt thì cũng phải. Thì những cây này thì tụi em bán phần này với giá 220.000 thôi. Rất là nhiều cây. Thì các cái phần này cũng cùng một thơ ghép và kích cỡ cây nó tương đối lớn thế này của anh chị. Của anh chị về 220.000 này, của anh chị về ghép được một chậu thế này rất là nhiều, rất là xum xuê. Thì thường thường là em để thấy là những cái dòng này, những loại mà lá nó dài ạ, thì nó sẽ phát hoa rất là dài. Của anh chị có thể để ý cái ngọn này, nó phát hoa là dài hơn lá này. Thường thường là những cái dòng này là phát hoa theo lá của anh chị. Thì gồm có 1 cây này, 2 cây này, 3 này, 4 này. Tiếp theo là 5 cây này. 5 cây này, ngồi đây thì cây này từ 2 buổi hoa luôn này. Thì phần này thì số 19 này, với giá là 220.000. Tương đối nó đẹp, sớm này ghép đũa nha con chị. Tiếp theo là số 20 thì phần này là 60.000 thôi. 60.000 thì một phần thế này con chị về trong một chậu cũng rất là xum xuê. Gồm có 1 cây, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 cây. Phần này 6 cây này với giá là 60.000 thôi. 60.000 kích cỡ. Tiếp theo là phần số 20 thì phần 21 thì 40.000 thôi. 40.000 thì kích cỡ cây nó nhỏ hơn phần kia. Thì tuy nhiên số lượng cũng được rất là nhiều. Kích cỡ thế này. 40.000 số 21 ạ, cuối tháng 8 ạ. Tiếp theo là các cái phần kiều tím. Thì kiều tím thì tụi em xin phép đi nó nhanh hơn quế xíu, bị quế hàng chơi thân cái lá cho ngọn thì tụi em đi chậm. Số 1 là 110.000. Thì nguyên dê này của anh chị. Nguyên dê kiều tím này. Với giá là 110.000. Số 1. Tiếp theo là kiều tím phần số 2. Phần này là 110.000 kích cỡ đây. Kích cỡ như thế này. Gồm có này, 1 dê, 2 dê. Hai dề thế có những gì ghép chậu được. Số 1 có những gì ghép chậu vẫn được. Số 2 ghép chậu vẫn được. Số 2 110.000. Tiếp theo là số 3.
số 3 với giá là 110.000. Thì cái kích cỡ như này, hàng này là trung bình của anh chị, không dài không quá ngắn. Cái loại này thì của anh chị ghép nó rất là dở. Số 3 này 110.000. Kích cỡ thì gồm có 1 giờ 2 giờ. 2 giờ số 3 này, với giá là 110.000. Tiếp theo là kiểu tím phần phần số 4, con này là 80.000 thôi. 80.000. Gồm có 2 giờ. Gồm có 1 giờ 2 giờ này. 2 giờ này với giá là 80.000. Tụi em cũng quay kỹ của anh chị lựa chọn này. Số 4 80.000. Tiếp theo là cái phần phần hàng dài này. Tuy nhiên lá rất là đẹp. Số 5 180.000. Đây, hàng dài của anh chị, phần này là nguyên dề nữa. Nguyên dề của anh chị gặp chậu được này. Kích cỡ đây. 2 4 tầm 6 70 cm gì đó. Thì số lượng cây lá thì rất là xum xuê. Tụi em bởi vì cái cây này cái thớ tới tháng tụi em có cột lại. Phần này là 180.000. Tiếp theo là kiều tím phần số 6 này, phần này 100.000. Gồm có 2 dề, 1 dề, 2 dề kích cỡ đây. 2 dề này với giá là 100.000 ạ, số 6 ạ. Tiếp theo là kiều tím phần số 7 là 90.000 kích cỡ đây. Gồm có 2 dề như thế này. 2 dề thế này là 90.000 này, số 7 này. Tiếp theo là kiều tím phần số 8. Phần này là với giá là 90.000 thì kích cỡ đây. Hàng này hàng ngắn con chị, gồm có một phần thế này. Với giá là 90.000, gồm có 3 dề này. 3 dề như thế này, với giá là 90.000 ạ. Tiếp theo là phần số 9 kiều tím 120.000. Thì phần này kích cỡ cũng ngắn, hàng ngắn. Gồm có 1 2 3 4 dề này. 4 dề nhiều thế này 120.000, kích cỡ hàng ngắn này. Tiếp theo là kiều tím phần số 10. Phần này cũng 120.000, cũng được rất là nhiều. Hàng ngắn. Hàng ngắn này thì một phần thế này. Một phần thế này với giá là 120.000. Thì phần này được rất là nhiều giờ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó, 10 90 giờ gì đó. Tụi em đếm nhanh thôi. Tiếp theo là số cửa tím phần số 11 với giá là 90.000. 90.000 kích cỡ đây, hàng trung bình. Hàng trung bình. Gồm có 2 dây. 90.000 số 11 ạ. Tiếp theo là kiểu tím phần số 12 120.000. 120.000 thì phần này rất là nhiều. Hàng ngắn. Gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 dây gì đó. Với giá là 120.000. Tiếp theo là kiểu tím phần số 13. Phần này là 90.000. 90.000 gồm có 1 dây này, 2 dây. 2 dây như thế này là 90.000. 2 dây như thế này là 90.000 ạ. Số 13. Tiếp theo là kiểu tím phần số 14. Số 14 thì 100.000. Phần này gồm có 2 dây. 3 dây chứ. 1 2 3 dây. 3 dây thế này. Với giá là 100.000 số 14. Tiếp theo là số 15. Phần này là 150.000. Thì phần này rất là xâm nhiều rồi, xâm xuê của chị này, gồm có 1 2 này. 3 này. 3 dây này. 4 dây, 5 dây, 6 dây, 7 dây. Thì 7 dây nó tương đồng rồi thôi. Còn có một dây này nó hơi ngắn hơn so với các dây còn lại. Còn lại là những dây này thì nó đều như nhau hết. Thì với giá là 150.000. Hàng ngắn này. Hàng ngắn trung bình rồi. Đó. Số 15. Tiếp theo là kiều tím số 16. Phần này là 140.000. Số 16 140.000 thì phần này nó cũng rất là nhiều và xâm xuê của chị này. Gồm có 1 dây này, 2 dây, 3 dây. 3 dây của chị ghép chậu vô tư luôn. Một chậu nó đồng đều. Số 16 140.000 ạ. Tiếp theo là kiều tím phần số 17 80.000. Đây, số 17 80.000 này. Nó cũng rất rẻ thôi. Số 17 80.000. Tiếp theo là số 18 70.000. Còn lại 70.000 gồm có 3 dây, 1 dây, 2 dây và 3 dây. 3 dây như thế này, với giá là 70.000 ạ, số 18 ạ. Tiếp theo là kiều tím phần số 19 thì phần này là 90.000. 90.000 một phần gồm 2 dây thế này. Hàng thì nó hơi cao. Hơi cao xíu. Phần là 90.000. Số 19 ạ. Tiếp theo là các tụi em đi các cái phần cảm báo. Cảm báo thì số 1 với giá là 40.000. Thì tụi em cũng chia ra các phần nhỏ nhỏ đó của anh chị về dở ở trong. Ví dụ một chậu thế này là 40.000. 40.000 này. Gồm có một chậu này. Hai này. Gồm 3 cây. Tầm 3 cây. Thì cũng mong cô chị thông cảm là
tụi em bán, nếu mà cô chị mua cái này thì có thể ghép những cái đơn khác để tụi em đóng hàng, một là nó đủ công đóng hàng, thứ hai là đỡ cước phí của anh chị. Đó. Đó, phần một phần 3K thế này 40.000 ạ. Tiếp theo là cầm báo phần số 2 này với giá là 50.000, thì gồm này phần này cũng 3 cây, kích cỡ nó lớn hơn tí, một này, 2 cây này, 3 cây này, 3 cây này với giá là 50.000. Tiếp theo là cầm báo phần số 3, phần này 50.000, gồm có 1 cây này, 2 cây và 3 cây. 3 cây như thế này với giá là 50.000. Tiếp theo là cầm báo phần số 4, phần này là 40.000 này. Số lượng cây là nhiều hơn, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 là 6 cây. 6 cây. 6 cây như thế này với giá 40.000. Tiếp theo là cái một phần trúc một bà của ở vùng Tumorong Kon Tum này, một phần duy nhất thôi với giá là 90.000. Thì cũng như vậy về trồng được một chậu, nó cũng tương đối nó xum xuê này. Tuy nhiên thì kích cỡ cây nó hơi ngắn. Một cây này, 2 này, 3, 4 về 5, 6 về đó, với giá 90.000 trúc phần 3. Tiếp theo là có một phần kiếm theo em thì kiếm bicolor của anh chị. Thì hai cái dòng bicolor với lô hỏi thì nó rất là giống nhau. Tuy nhiên thì theo em phán đoán rằng là loại này là kiếm kiếm hai màu bicolor, thì cái này thì bằng lá rất là xanh này. Bằng lá cực kỳ xanh luôn. Và cái cu nó cũng to hơn cái dòng lô hỏi. Thành ra tụi em dự đoán là kiếm bicolor kiếm hai màu ạ. Thì một phần thế này là 50.000, một phần thế này 50.000, thì nó cũng có tồn tại một số khiếm khuyết, con gì cũng chia sẻ. Tiếp theo là có một phần bạch họ hòn duy nhất này, phần này là 60.000, thì cũng được rất là nhiều. Cái dòng này theo em thiết nghĩ thì nó cũng hơi khó trồng của chị, mặc dù hoa đẹp và thời gian hoa thì có thời rơi vào dịp Tết, tuy nhiên nó cũng dòng hơi khó trồng ạ. Con gì cũng mới tập chơi thì cũng lưu ý trong những loại này. Số bạch hoang một phần nhớ 60.000. Tiếp theo là tụi em thanh lý kiếm này. Thanh lý cái kiếm lô hỏi này với giá 80.000, thì bao gồm có một về này. Tiếp theo là giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 3 này, giờ số 4 này. Số 4 gồm 4 về thế này với giá là 80.000, rất là nhiều. Kích cỡ thì nó hơi ngắn thôi. Số tiếp theo là cái dáng hương tam màu sắc, thì tụi em hôm nay có chia ra các cái phần, thì cứ mỗi phần thế này là 20 cây với giá là 80.000. Thì một phần thì tương đối nó rất nhiều của anh chị, tương đối nó nhiều, và cái kích cỡ cây thì tụi em cũng sẽ đi đi sơ lược từng phần thôi, chứ không 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 phải không đi kỹ nó mất thời gian của chị. Số 1 này với giá 80.000 như thế này. Hàng nói chung tụi em cũng như thông cảm, tụi em đi sơ lược rồi. Số 1. Tiếp theo là số 2 của dáng hương tam màu sắc, thì kích cỡ như này, kích cỡ này. Tức là số 3 của dáng hương 80.000 này, kích cỡ này. Nói chung các phần của em chia nó đồng đều rồi con chị. Số 4 của giá là 80.000, hàng thì cây rất là tươi. Số 5 dáng hương cũng 80.000, 20 cây. Số 6 cũng dáng hương tam màu sắc 80.000, 20 cây. Tiếp theo là số 7 dáng hương tam màu sắc là 80.000, cũng 20 cây. Số 8 dáng hương tam màu sắc cũng 80.000 trên 20 cây. Thì một phần thế này cũng chỉ về ghép thì được rất là nhiều này. Tiếp theo là số 9 thì cũng 80.000, 20 cây. Số 10 cũng 80.000, 20 cây dáng hương tam màu sắc. Tiếp theo là các phần chiều cánh tua này. Thì phần số 1 chiều cánh tua nguyên về là 90.000. Nguyên về này với giá là 90.000. Có những gì ghép chậu được, tuy nhiên thì nó được một vế thôi, nó không tròn đều. Tuy nhiên thì cái giờ này rất là xâm xuê này. Cái kích cỡ thì nó vừa phải, con chị nó gọn gàng. Tiếp theo là cánh tua số 2, thì cái dòng này nó hàng này tụi em hai chia hai về nó thắng, con chị về ghép chậu nó đẹp này. Số 2 là 90.000 đây ạ. Thì hàng tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi cho nên nó cũng gọn gàng lắm. Gồm cả nó một về này, tiếp theo là 2 dê, 2 dê này 90.000. Kiểu cánh tua tiếp theo là cánh tua phần số 3, thì phần này các phần nhỏ nhỏ của chị sưu tầm 40.000, 40.000 thế này, gồm có 1 dê này, 2 dê, phần 2 dê như thế này bây giờ là 40.000. Tiếp theo là cánh tua số 4, 40.000. Thì phần này cũng một phần cũng tương đối nó nhiều thế này, một chậu xâm sơ luôn này, gồm có được rất nhiều giờ thế này, bây giờ là 40.000 số 4 ạ. Tiếp theo là kiều cam, phần kiều cam này với giá là 130.000, thì
Tay thì nó rất là mập mạp của anh chị, thân nó vuông, tuy nhiên vuông không sát cạnh. Thì cái đặc điểm này tụi em đã giới thiệu ở trên kênh của em rất là nhiều lần rồi, gồm có 1 dền, 2 dền, 3 dền, 4 dền và 5 dền. Có một phần gồm có 5 dền thế này, nó đồng đều thôi, chỉ có một cái dề lớn này. Dề lớn này thì nó hơi dài một tí thôi, hơi dài một tí thôi. Thì một phần xanh tươi và thân tơ rất là nhiều, 130.000. Tiếp theo là kiều cam phần số 2. Phần này với giá 8.000. 8.000 thì phần này kích cỡ đây, hàng ngắn. Với giá 8.000, số 2 đây. Số 2 này với giá 8.000. Tiếp theo là kiều cam phần số 3. Số 3 thì với giá là 70.000. Thì 70.000 thì cũng hàng ngắn, cũng được rất là nhiều dề như thế. Được rất là nhiều dề thế này. Thì số 3 đây. Với giá là 70.000. 70.000. Số 3 tiếp theo là có một phần hoàn thảo tam màu sắc duy nhất này, với giá là 110.000. Thì cái này thì rất là nhiều. 110.000 hoàn thảo tam màu sắc thì có tên gì có thể về trồng được, chắc được 2-3 chậu gì đó, 2-3 giò gì ghép vào cái bằng dớn thì nó phù hợp hơn, hoặc là có thể ghép vào cây tu quả. Số hoàn thảo tam sắc 110.000, được rất là nhiều. Thì cái loại này tụi em lưu ý là lá nó mỏng lắm con chị, vận chuyển có thể nó héo, có thể nó héo nó và mất nước. Tuy nhiên thì nó còn thân như thế này là nó không sao hết ạ. Tiếp theo là các phần kim điệp xuân thì cứ một phần tụi em chia ra 60.000, thì phần nào cũng vậy thôi. 60.000 thì được rất là nhiều này. Số 1 này, kim điệp xuân số 1 60.000. Tiếp theo là kim điệp xuân số 2 cũng với giá 60.000. Tiếp theo là số 3 cũng 60.000. 60.000 phần này. Phần nào cũng vậy thôi. Có một phần duy nhất thập hoa, phần này là 60.000 nguyên dề, thập hoa là 60.000 này. Tiếp theo là cái hàng giáng hương tụi em thanh lý, thì một phần rất là nhiều với giá là 8.000 nữa này. Thanh lý nói chung là hàng nó không được đẹp lắm cô chị, và những cây thì nó lỗi ngọn. Thì đây phần này tụi em thanh lý với giá là 8.000 ạ. Tiếp theo là cái gói combo. Các gói combo thì cũng rất là rẻ thôi. Tụi em đi cái gói combo số 1 trước. Combo số 1 là 150.000, bao gồm có 14 loại. Tụi em cũng xin phép đi nhanh. Đầu tiên là miệng kín. Tiếp theo là 3 cây bầu rượu, 3 bầu rượu này. Có một cái dề kiều cánh tua, kiều tím, cái dề kiều tím này. Tiếp theo là cái mỹ hương duyên, hoàng thảo hương duyên ạ. Kim điệp xuân này, hoàng thảo tam màu sắc này, có một cái cây tô quả nhỏ thôi, cũng như gì siêu tầm. Tiếp theo là cây thanh đạm, thập hoa, kiều cam, giáng hương tam màu sắc và rau mực này. Rau mực và cái loại này là hoàng thảo trúc đen mà của vùng con tâm tụi em á, thì hoa nó nhỏ lắm cô chị, cái khuôn hoa nó màu vàng, tuy nhiên khuôn hoa nó cũng hơi khác so với trúc đen của các cái vùng phía Bắc. Thì cái phần này rất là nhiều thế này, và một cái phần môi chim mép rèm gì nè, môi chim mép rèm anh em địa phương người ta gọi là cái rau tôm á. Thì ba cây nữa, thì phần thế này 150.000. Tiếp theo là cái gói combo phần số 2 này cũng rất rẻ thôi, 160.000, gồm có 16 loại. 160.000 bao gồm có trúc đen này. Tiếp theo là cái thanh đạm, ngọc thạch ba màu, tiếp theo là hoàng thảo tam màu sắc, kiếm kiếm bi color này, có một cây tô quả nhỏ. Tiếp theo là cây này là đại bạch hạc, cây này lăng nhện hay là giáng thu gì đó, tụi em hình như là giáng lăng nhện. Tiếp theo là cũng có rất là nhiều các cái dề, dề kiều cam. Tiếp theo là cái hạt đỉnh hồng, thì cái này tụi em lưu ý xíu, hàng cái nó non nó có thể nó đi vận chuyển có thể nó héo cái lá này, héo lá tí. Tiếp theo là cái rau mực này, kim điệp xuân, giáng hương tam màu sắc, kiều cánh tua, môi chim mép rèm và có một dề thập hoa nhỏ thôi, cũng phần cũng được rất là nhiều thế này, với giá là 160.000 ạ. Thì
Cảm ơn cô anh chị đã quan tâm theo dõi buổi bán hàng hôm nay ạ. Kính chúc cô anh chị có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.